Những ngày gần đây, nhiều giải vô địch quốc gia, V-League cũng như các giải đấu khác đang bị hoãn. Tuy nhiên, những hình ảnh đẹp như ngôi gym Park Hang đã ủng hộ cho chính dịch chống đại dịch Covid-19 ở Việt Nam 5.000 USD. Còn học trò của ông Nguyễn Văn Toàn cũng đã hỗ trợ để phòng chống đại dịch Covid-19 150 triệu đồng. Ở một diễn biến khác, mới đây, phụ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã chính thức thông báo về việc hoãn vòng chung kết Olympic Tokyo 2020 chuyển sang vào năm sau. Mới đó, Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA cũng với UEFA đã chính thức chỉnh Euro cũng như là Copa America vào năm 2021. Như vậy, vòng chung kết Olympic Tokyo 2021, Euro 2021 và Copa America, tất cả các giải đấu hấp dẫn đều diễn ra vào năm 2021, dự đoán một năm đầy bằng rộn của làng thể thao thế giới.